anh biết cái cách thì 6-7 năm trời rồi, cả nhà một đời người xa cách nhau á, cả một đời người một bé xíu mà anh em năm nay đi 6-7 tuổi rồi. Ba tôi gà, tôi nói thật, ba tôi cũng không biết mặt luôn tới bây giờ luôn á. Tôi nói thật, mẹ tôi không hề đưa, không hề kể chuyện gì rồi. Bà không hề nói tới một vấn đề gì mà với giữa gia đình bên đó hết. He never mentioned one word. I got a mother and also the brother and the sister. He not mentioned a word. And since I'm 1 year old, my mother, she doesn't want me. She want my dad take me away. Since then, that's all I know.